Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món sinh tố sữa chua mát lạnh nhé. Để làm sinh tố sữa chua mát lạnh này thì các bạn chuẩn bị cho mình này, sữa chua không thể thiếu được này, và các bạn chuẩn bị cho mình một quả chanh nhé, nhưng mình chỉ dùng một phần thôi các bạn ạ, và cà phê các bạn nhé. Về sinh tố sữa chua cà phê này thì các bạn có thể dùng cà phê đen hoặc cà phê lâu nhé, hoặc như thế này giống của mình nhé, tùy theo các bạn nhé. Một gói này và độ một thìa đường sữa đặc các bạn ạ, và đá thì các bạn đập cho mình nhỏ hoặc bào đi nhé. Bây giờ mình sẽ pha cà phê cho nó tan đã các bạn ạ. Các bạn cho nước nóng vào mình pha nhé. Với những mùa hè thì chúng ta có thể có những loại sinh tố ấy làm cho nó, ta chỉ pha ít thôi các bạn, để cho nó có độ đặc cao nhé. Vì mùa hè thì chúng ta làm những cái món như thế này thì uống giải nhiệt các bạn ạ. Nhân là món này các ông xã là rất hay mê đây. Và đây các bạn nhé, các bạn hòa tan cho mình. Sau đó thì mình để nguội nhé, để mình làm các nguyên liệu khác đã các bạn nhé. Rồi. Chanh thì các bạn cắt cho mình nhé. Các bạn cắt cho mình để mình lấy một lát chanh ấy, để chút nữa mình sẽ trang trí các bạn nhé. Các bạn dùng cho mình một lát chanh này để trang trí nhé. Rồi xong khi đến chanh rồi thì bây giờ các bạn nhé, các bạn cho mình sữa đặc này và sữa chua vào một cái bát, một cốc của mình nhé. Đây mình sẽ cho sữa đặc, và sữa chua các bạn ạ, để mình làm tan cái hỗn hợp này nó lên ấy. Một cốc thì chúng ta chỉ cần một hộp sữa thôi các bạn nhé. Nếu các bạn dùng nhiều thì các bạn làm nhiều sữa lên nhé, làm nhiều hộp nhé. Các bạn làm tan đều cho mình cái này nhé. Rất đơn giản, các bạn sẽ có một cốc thôi. Mình hòa tan cái hỗn hợp mà sữa đặc và sữa chua các bạn ạ. Bây giờ thì đến sau đó thì các bạn đi đập đá cho mình nhé. Mình sẽ đập đá thật nhỏ. Các bạn có thể cho vào những cái túi ni lông, hoặc là các bạn có cái túi đập đá thì các bạn cho vào mình đập nhé. Đây, mình sẽ cho vào túi ni lông này để mình đập thật nhỏ các bạn ạ. Đây các bạn, khi đá chúng ta đập nhỏ rồi nhé. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một cái cốc này. Chúng ta sẽ cho đá bào vào này. Mình sẽ cho đá bào vào các bạn nhé. Cái chỗ đá này nhỏ nhỏ ấy, mình sẽ cho vào. Gọi mình là gọi là đá bào. Vậy là được đá rồi này các bạn ạ. Rồi bây giờ các bạn cho mình đến sữa nhé. Mình vắt một ít chanh nữa các bạn nhé. Chỉ độ 1/4 quả chanh đấy các bạn ạ. Mình sẽ tráng vào cái cốc này, mình đánh để cho tan. Cốc này vẫn còn sữa các bạn ạ. Và các bạn cho vào đây cho mình. Mình cho lượng chua như thế là vừa phải các bạn ạ. Vì không có một cốc mà các bạn cho một nửa quả chanh ấy thì là nhiều quá nhé. Vì sữa nó đã chua rồi. Rồi.
Xong đó thì các bạn đổ cho mình cà phê lên vào các bạn nhé. Để mình quấy cho cái cà phê này nó tan và nó nguội bớt đi đã. Đó thì mình đổ vào đây. Nào các bạn đã có một cốc sinh tố sữa chua cà phê mát lạnh cho ngày hè các bạn ạ. Và cái chanh này thì các bạn cắt ra để mình trang trí nhé. Vành ra. Thì các bạn khi cà phê của chúng ta nguội nhé và tan rồi thì các bạn cho vào cho mình cho từ từ để các bạn để cho cái cà phê này của mình ấy nó chảy xuống. Các bạn nhìn thấy cái cốc của mình nó chảy xuống nó sẽ rất đẹp hơn nhé. Đây các bạn, đây màu này bắt đầu nó chảy xuống theo rồi. Đây. Đây các bạn, xong khi mình làm xong nhé, mình đã được một ly cà phê như thế này đấy các bạn ạ, cà phê sữa chua nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm sinh tố cà phê sữa chua cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Những cái món này khi có khách đến ấy, thì chúng ta là một loại nước giải khát rất mát nhé. Và chúng ta có thể pha cho khách uống này và giải nhiệt trong mùa hè các bạn ạ. Đây, thì chúng ta hòa tan nhé. Mình sẽ đánh tan cái hỗn hợp này lên các bạn ạ. Bạn nhìn thấy chưa? Rất ngon và đẹp nhé. Thưởng thức ly này thì đây các bạn, sau khi làm xong nhé thì chúng ta thưởng thức thì chúng ta quấy tan hỗn hợp này lên, vừa đá vừa sữa chua nhé, chanh nhé, để cho nó hòa quyện vào nhau với sữa đặc thì chúng ta có thể thưởng thức một cốc sinh tố như thế này rồi. Một màu nâu rất đẹp các bạn ạ. Các bạn không có sữa tan thì các bạn có thể dùng sữa đặc nhé. Không quên. Không có cà phê tan thì các bạn có thể dùng cà phê đặc, nhưng mà với tỷ lệ cà phê đặc thì các bạn dùng ít hơn là cà phê tan như của mình nhé. Vì cà phê đặc mà mình dùng nhiều thì nó sẽ bị đắng nhé. Vì nhiều người không uống được vị đắng của cà phê hoặc làm cho chúng ta mất ngủ nhé. Rất ngon các bạn ạ. Đây, mình với một ly cà phê sinh tố cà phê nhé, sữa chua mát lạnh cho ngày hè. Rồi, mình xin dừng video tại đây các bạn nhé.